Thưa quý vị, sáng nay ngày 26 tháng 4, Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Dân dân thành phố Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết, chủ trì phiên họp thường kỳ tháng 4 năm 2023 của Hội đồng Dân dân thành phố Đà Nẵng. Cùng dự có hấp phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Trình và các phó Chủ tịch Hội đồng Dân dân thành phố Trần Phước Sơn và Nguyễn Thị Anh Thi. Tại phiên họp lần này, Hội đồng Nhân dân thành phố đã nghe Ủy ban Nhân dân thành phố báo cáo về một nội dung giám sát nổi bật là tình hình triển khai đề án quy hoạch tài thiết chỉnh trang phát triển khu vực đô thị trung tâm thành phố, tình hình chỉnh sửa hoàn thiện hồ sơ quy chế hết quản lý kiến trúc thành phố, công tác lập quy hoạch phân khu chức năng để thực hiện các khu cụm công nghiệp, Tình hình triển khai thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất đối với danh mục các lô đất đã được phê duyệt chủ trương đấu giá trong năm 2023. Tình hình thực hiện đề án quản lý và khai thác quỹ đất công do Trung tâm Phát triển Quỹ đất quản lý trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Công tác đào tạo nghề và giải quyết việc làm, công tác chuẩn bị, triển khai đảm bảo an ninh, an toàn, phục vụ lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng năm 2023. Công tác tuần tra, kiểm soát, đảm bảo an toàn đối với hoạt động du lịch bằng đường sông, đường thủy trên địa bàn trong thời điểm kết cầu du lịch. Tại đây, Hội đồng nhân dân thành phố cũng đã nghe báo cáo của Sở Xây dựng về ra soát sự phù hợp của một số quy định tại thông báo số 527 ngày 27 tháng 9 năm 2021 về kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Quang Nam tại buổi họp về công tác lập và quản lý quy hoạch và thông báo số 107 ngày 17 tháng 3 năm 2023 của Ủy ban Nhân dân thành phố hữu về kết luận của Phó Chủ tịch tại buổi họp triển khai các văn bản của Bộ Xây dựng về việc điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung và các nội dung liên quan đến quy hoạch phân khu điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu